Chào các bạn. Trước tiên thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã đăng ký kênh. Chúc tất cả các bạn ngày mới gặp nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Thì hôm giờ mình cũng mới ra cái đập rồi. Giờ mình nằm đây mình đợi nước lớn lên thì mình sẽ ra. Hôm con mình nó dậy rồi nó khóc quá các bạn ơi, đi không được. Thì giờ mình nằm đây thì mình đợi. Chút nữa mình ra ngoài kia thì có một hàng dây điện rất là thấp, hàng điện trong hình của bạn á, rồi có một cái bần nữa. Cái bần lúc vô clip trước cho các bạn xem là khi mình vô á thì cái bơi vô thì cái bần đó nó vướng bên cái bồn dầu của mình thì mình vô được, mà bây giờ bận ra nè, cái cabin mình nó nằm ngay cái bần luôn. Thì mình cũng đang suy nghĩ coi một chút nữa làm sao mình ra được cái bần đó đây. Nước này bây giờ thì cũng mới những lớn à, thì mình cũng tranh thủ mình đi. Chút nữa mình ra ngoài mình còn đắp cái cống cho cái chú mà lúc trước mình có làm một cái clip khóa cái cống cũ làm cái cống mới á. Thì bây giờ trên đường mình ra nè, thì mình sẽ ghé rồi mình sẽ đắp cái cống của chú lại. Thì chú đổ là trị giá số tiền là 50 mấy triệu các bạn. Thì giờ mình vẫn chưa biết cái cống ra như thế nào, thì một chút nữa mình đi ngang rồi mình sẽ đắp cái cống lại cho chú. Nước thì cũng mới lớn à, thì còn hơi thấp, mình cũng tranh thủ mình bơi đi các bạn ơi. Có cộng dây điện nữa thì mình tàu ăn mình thấp nè thì mình cũng dễ đỡ nữa. Mình bận vô á thì mình cũng có dọn sạch lá hết rồi, nên giờ mình ra cũng dễ, lá đồ cũng trống trải. Mà quan trọng bây giờ lú mình không biết có đặt hay không dưới này nữa, giờ cứ bơi đại đi chứ giờ đâu biết đâu các bạn. Trước màn hình của các bạn á, giờ có hai cái bần các bạn ơi, giờ nó đưa ra quá trời quá đất rồi, nó xuống cabin mình nè. Giờ mình ráng mình thúc qua bên kia, mình ráng mình qua mới được. Cái này mà nước lớn đầy chút nữa mình qua không được đó các bạn, tại vì nước lớn đầy quá sạt lăng mình nâng lên á, nâng lên thì nhưng mà mình sẽ cố gắng mình có cách ra, thì mình sẽ quay cái đầu xe mình lại và mình đi ghe. Nhưng mà cái như vậy thì mình có thể đi tới được các bạn, tại vì xe của mình thì có cái cabin nên nó vướng. Như cái bằng này thì mình đi được nè, còn cái bằng ở đằng trước nè các bạn. Đưa ra quá đi. Để mình xuống cái mình coi cái thế thùng coi làm sao các bạn ơi, chứ mình thấy mình ngắn nó quá rồi. Cho nó ngay cái bên mình luôn nè. Để mình ráng mình qua cái các bạn ơi.
Dạ dạ dạ. Các bạn đây là cái cống chú đổ nè các bạn, mới đổ nè. Cống này bữa đó chú nói mình là 50 mấy triệu á. Quá trời cái cống chắc chắn các bạn ơi. Cống này chắc nhiều dày còn cỡ 2 tấc. Cái chỗ này nè, lúc trước có xe cuốc của anh bạn mà ở gần đây nè, người ta đi ngang á, thì chú nhờ lên xe. Rồi anh bạn kia mới chuyển đất đai nha các bạn. Nhận cho làm chân sẵn rồi nè. Thì bây giờ mình chút nữa nước lớn ngập ngập này nè, thì mình xem lên chỗ này luôn. Trên đây cũng có dây điện nhiều lắm. Lúc trước thì mình cũng lên xe các bạn, lên xe chỗ này nè. Rồi mình lấy cái cống cũ ra. Bây giờ chú đổ cái cống mới. Cống quá vậy. Chú đổ trên bờ rồi chú mới mướn người ta, rồi người ta bịt hai cái đầu. Chú đổ tới cái ngang ở dưới, ngang cái cây chứ các bạn. Cái lớp trên này thì chú xây sao, ngoài đó xây sao luôn. Ở ngoài này thì mình lấy đất khô rồi đó, mình cứ truyền đại bỏ ngoài này các bạn ơi. Rồi chú băng tay gì đó, chú băng tay cho bà con đi đường này. Nước bây giờ còn cạn nè, rồi mình tranh thủ mình đắp cái đuôi cống trước các bạn ơi. Nãy giờ mình đắp được một bên rồi, mà mình không dám đắp nhiều nữa, thì mình đắp nhiều quá cái cống nó nghiêng các bạn. Rồi chút nước lớn cái mình sẽ lên xe rồi mình đắp cái ở trên đó lại. Chỗ này giờ thiếu đất quá nhiều thiếu rồi. Giờ mình chỉ làm tạm thời cho chú thôi, được bao nhiêu đất rồi bao nhiêu chứ rồi sau này là chú có thể một năm sau nữa rồi đất vẽ lại á. Rồi chú có thể chú mướn xe nào đi ngang này nè. Bồi thêm cái nữa. Chỉ có xe làm hỏi thôi chứ tay mình không giờ nổi các bạn. Các bạn nào mà chưa xem cái clip mà mình phá cống cũ đập cống mới, các bạn mới đăng ký kênh mình á, các bạn sẽ biết là lúc trước mình sẽ phá cống như thế nào á. Hả? Của người ta cái gì? Đại đây đi đưa cho trọng. Vậy các bạn biết là nằm xà lan múc khó lắm. Nước có nhiều nè. Rồi xe mình nặng nữa. Rồi rồi rồi. Ta nhổ mấy cây nó cao cao đi đừng cần bỏ đất cho nó dễ. Mấy cây chỗ thành cống đó nó cao quá nhiều, mở ra được không vậy? Mở đi để quăng đất cho nó dướng tôm nó rau á. Mình ghé đây mình làm chú mừng lắm các bạn. Chú sợ cái nước mà cái 30 tới nè thì sẽ tràn là giá không nổi bể luôn. Làm dài trong đây nè. Anh đó là anh hai vui vui tính đó các bạn ơi.
lên đắp mấy chỗ này hồi hộp lắm các bạn. Mình đắp làm sao mà mình lấy đất khô đó, rồi mình chừa một cái đường đi cho mình về nữa. Nhiều khi chủ đất thì người ta chỉ con ơi đất này kia mà ta đâu biết, mình lên mình làm cũng khó khăn lắm. Ở trên thì dây điện mà bây giờ đất khô thì không có. Mình lấy ở trong này nè, ở ngoài này mình chừa chỗ mình đi tới bên lui nữa. Chứ mình lấy cái tầng đất khô đi mất rồi á, đầu đi lúng dữ lắm. Lớp đất khô mình á, các bạn biết rồi, nó xuống khoảng chừng 2 tấc mấy là bắt đầu nó mềm rồi đó. Mà mình đừng có lấy lớp 2 tấc mấy đó là làm đi cái xe mình vững. Như mình thì mình chèn từ đó mình cuốn lại vậy đó. Như nãy giờ mình lấy chỗ chút hình các bạn nè, nó bị hổng lỗ phải không? Bây giờ mình sẽ xốc đất rồi mình đưa lại đây. Bây giờ phải đừng có dây điện thì mình làm thoải mái rồi. Thì mình chia sẻ cái cách làm của mình dành cho những bạn mà mới vào nghề thôi. Còn như mấy cái này thì những bạn mà vào nghề lâu thì quá bình thường đối với các bạn rồi. Mà cái cống mình bỏ, mình đừng có bỏ bên nhiều quá, mình bỏ cho nó cân cân thấp vậy đó. Cái từ mình nâng lên, cho hai bên nó đều hết á. Thì mình làm vậy thì cái cống mình không có nghiêng, nó sẽ đẹp cái cống. Còn như mình không biết á, mình đưa một bên cho đầy lên dung vậy đó. Rồi bên kia bắt đầu cái mình chưa có một đất nào, đầu cái nỉa cái cống luôn. Nỉa cái cống là mình chỉnh đâu có được. Lúc đó chỗ đất đứng bờ, chỗ đất đất mình dữ lắm á. Bé là cái gì? Nãy mình múc mà dưới xà lan á, cái nước chảy quá cái gãy này luôn các bạn. Rồi mai mình phải chuyển phà nữa. Thì sẵn đây mình có mấy hàng nữa các bạn. Rồi mình cũng nhờ điện của chú nhà ở trên nhà. Rồi mình chấm lại luôn. Mình thì lâu lâu mới hẹn lần chứ mình cũng không biết cái hàng như các bạn ơi. Lại mua mình thủ vậy đó. Có cũng đỡ, gặp cái này là cái đem ra đi tháo ra rồi các bạn. Cái này nó mỏng quá đi. Giống như nó mỏng quá cái mình hàn nó đủ. Dính được rồi chứ giờ trong đồng mà trời ơi, nó dính vô cái cây tưởng gãy bức này luôn. Các bạn xem kênh, các bạn đăng ký mình nghe, các bạn đăng ký toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của bạn có chuông thông báo, bạn bấm vào đó là mình đăng ký mình ra một cái clip mới sẽ hiển thị vào máy của bạn. Mình xin cảm ơn.